Quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Xe và Đam Mê. Ngày nay, camera là một trong những trang bị thiết yếu đối với bất kỳ chiếc ô tô nào. Quan sát camera sẽ giúp cho việc lái xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều, đặc biệt là khi lưu thông trên những khu đô thị đông đúc. Chính vì lý do đó mà ngày càng có nhiều hơn những loại camera hiện đại được ra đời, trong đó có camera 360. Vậy thì loại camera này sẽ mang lại những tiện ích gì cho chiếc xe của bạn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Lúc này thì tôi đang có mặt tại một showroom chuyên về phụ kiện và nội thất xe để tìm hiểu về camera 360. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn anh Việt Anh, người sẽ cùng với tôi trao đổi về chủ đề tuần này. Xin chào anh Việt Anh. Chào, xin chào Trung Kiên. Chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình Xe và Đam Mê. Hiện nay tại các thành phố lớn thì ngày càng một đông đúc hơn và điều đó thì khiến cho việc di chuyển bằng xe ô tô cũng khó khăn hơn và tình trạng xảy ra rủi ro va chạm thì cũng nhiều hơn. Và theo anh thì camera có phải là một giải pháp để giảm thiểu những rủi ro đó hay không ạ? Đa số nguyên nhân xảy ra tai nạn là do khả năng quan sát bị hạn chế hay còn gọi cách khác là điểm mù. Thì chính vì những nguyên nhân đó thì chúng ta phải giải quyết khắc phục triệt để cái điểm mù đó. Và trước đây thì chúng ta chỉ biết đến những loại camera như quan sát phía sau hay gọi là cam lùi thì nó không thể giải quyết triệt để được cái điểm mù đó. Và bây giờ thì công nghệ tiên tiến nên là một bộ sản phẩm mới, bộ camera 360 đã ra đời và được khách hàng tiếp nhận một cách rất hết sức là hữu ích. Theo như tôi được biết thì loại camera 360 này thì mới chỉ được trang bị trên những chiếc xe sang trọng và hiện đại. Vậy thì anh Việt Anh có thể giới thiệu chi tiết hơn về thiết bị này đến khán giả không ạ? Trước đây thì bộ cam 360 thì được trang bị trên những loại xe hiện đại hay xe đời mới. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì là bộ camera này đã được trang bị trên hầu hết các loại xe vì cái thao tác lắp đặt tương đối dễ dàng và cái khả năng hiệu năng sử dụng của nó là tương đối cao. Một bộ camera 360 này thì bao gồm bốn mắt cam trước, sau và hai bên nên chúng có khả năng xóa bỏ mọi điểm mù khi mà chúng ta quan sát di chuyển trên đường. Với những người lái xe mới hay đặc biệt là những phụ nữ ngồi sau vô lăng thì với bộ cam 360 độ này thì giúp mình di chuyển trên đường, lái xe vận hành xe hoàn toàn dễ dàng. Anh có thể cho quý vị và khán giả biết được là với những chiếc xe thì từ bình dân cho đến sang trọng thì chúng ta có thể lắp được cái loại thiết bị này hay không, hay là phải tùy vào từng dòng xe một thì mới có thể trang bị được cái thiết bị camera 360 này cho chiếc xe đấy ạ? Với bộ cam 360 độ này thì nó có thể lắp đặt được trên tất cả các loại xe, dòng xe từ bình dân đến cao cấp. Với những xe đã có chiếc màn hình của theo xe thì chúng ta kết nối trực tiếp vào màn hình. Còn nếu không thì chúng ta có thể lắp thêm màn hình, lắp thêm một cái phương tiện để hiển thị bộ cam 360 độ này lên ạ. Vậy thì với một hệ thống camera 360 tiện ích như vậy thì giá cả của nó trên thị trường hiện nay thì dao động vào khoảng bao nhiêu ạ? Trên thị trường thì hiện tại đang có rất nhiều loại cam 360 độ của thương hiệu, rồi là tính năng công năng sử dụng khác nhau và giá của chúng thì dao động từ 5 triệu đến vài chục triệu. Nhưng mà với bộ chúng ta đang quan sát thực tế thì là giá dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên thì lại có những cái công năng và tính năng hoàn toàn ưu việt với bộ nhớ trong lên tới 16GB, với góc quay rộng của từng mắt cam hay độ LED, độ chống sốc chống nước thì hiện tại là bộ cam 360 đang chiếm ưu thế trên thị trường. Và ngay sau đây thì tôi xin mời Trung Kiên và quý vị khán giả cùng trải nghiệm bộ cam 360 độ này đã được lắp đặt trên một chiếc xe.
Với một bộ cam BAM 60 độ này thì cách thức lắp đặt thì hoàn toàn dễ dàng. Một bộ thì bao gồm 4 mắt cam, một mắt phía trước, một mắt phía sau và hai mắt ở hai bên tay gương. Lắp đặt trong khoảng 1 tiếng rưỡi cả phần căn chỉnh hoàn thiện. Và sau khi lắp đặt thì chúng ta có thể quan sát được trên tổng thể trên chiếc xe, mình có thể nhìn được hướng của các xe và nó có một màn hình giả lập để quan sát được vị trí xe ở đâu hay là cách đánh lái như thế nào. Ngay sau đây thì tôi xin mời Kiên sẽ trải nghiệm trên chiếc xe đã được lắp bộ này nhỉ. Kiên có thể lái ra đường để trải nghiệm luôn ạ. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy thì với những chiếc xe được trang bị camera 360 thì chúng ta có thể hoàn toàn quan sát được những điểm mù. Và đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa camera 360 và những chiếc cam lùi thường mà hay được trang bị ở những chiếc xe khác. Một điểm rất đáng chú ý của chiếc camera 360 này đó chính là việc nó có thể thay thế cho một chiếc camera hành trình khi ghi lại được hành trình của 4 camera, camera 4 hướng với bộ nhớ trong lên tới 16GB. Như quý vị và các bạn đã thấy thì với chiếc xe được trang bị camera 360 thì ngay khi chúng ta xi nhan chuyển làn thì hình ảnh của hướng chuyển làn sẽ được hiển thị trên màn hình. Và điều đó thì giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn bởi chúng ta sẽ nhìn được những góc khuất và những điểm mù.